làm tí nhạc nhẽo cho khí thế anh em nhá. Cái này là 1,5 triệu một đôi nhá. Đấy, 1,5 triệu đây. Đôi này là nặng lắm đấy nhá. Đôi này là nặng 7 kg một đôi. Đây là 900k một đôi này. Đây là 500k nhá, một đôi nhá. Tất cả những dòng loa full là nó loại này anh em nhé. Cái này là mẫu 350, 900.000 một đôi. Âm ly cục đẩy gõ được hết nha. Cái này là 1,5 triệu một đôi nhá. Cái này cũng 450. Đấy, nhau nhau. Đấy, tép tăng độ nét gấp đôi cho dàn âm thanh nhá. Này ship toàn quốc, anh em về nhà được phép kiểm tra anh em nhá. Loa tép cháy là quá khứ rồi anh em nhá. Anh em muốn nét thì phải dòng tép này anh em nhá. 500 này, 900 này. 1,5 triệu. Đấy. Này là 1,2 triệu này. Vùng lá me bay năm tháng dài thương nhớ ai em cũng quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me rơi trên dòng suối bên em cũng quên đi thương nhớ làm gì tình mình như lá me hàng này là toàn China xịn nha anh em nhá. Đấy, anh em lắp lên đặt lên nóc loa, đặt lên nóc loa và câu thẳng với đít loa và đít âm ly cục đẩy được hết, nó không quan trọng. Bát 20 và 25 chơi được tất cả các loại này là loa tép gia đình anh em nhá. Gia đình có được hết. Đấy. To thì có to, nhỏ thì có nhỏ, nó tùy theo tài chính của từng anh em. Đấy, nhiều anh em này cứ hỏi là tép bát 20 và 25 thì phụ thuộc vào loa tép nào thì nó không quan trọng anh em nhé. Đấy, anh em cảm thấy rất là xa lạ về cái dòng tép này. Nhiều anh em về còn chưa biết đấu vào đâu đấy, nó cũng rất khổ. Đây là có cái dây đây, dây thò ra đây. Dây thò ra đây, hai dây đây. Thì chúng ta câu thẳng vào đít loa luôn, đít âm ly luôn. Đấy. Thế là đơn giản. Nhiều anh em này cứ rất là xa lạ và có hỏi rất là nhiều về những cái dòng tép rồi. Nhiều anh em là còn chưa biết là đấu vào đâu này. Và nhiều anh em rất là muốn mua nhưng mà lại sợ về không biết đấu. Đấy, cũng rất là dở. Đấy anh em nhá. Đấy, chừng đó nhưng mà số đấy thì chỉ rất ít thôi. Còn đa số là anh em về biết đấu hết. Nhưng chỉ bắt đầu 100 người thì chỉ có 5 người là rất là cảm thấy rất xa lạ như thế thôi. Đấy. Như dây cái loại này chúng ta đặt lên nóc. Đã nóc lên. Ngày xa vắng, nhớ thương con mỏi mòn.
như thế này, đặt như này xong chúng ta câu thẳng và đít loa như này luôn thôi, đít loa như này luôn thôi. Đây anh em nhé, đây đấy chúng ta đặt nóc như này, đây đặt nóc này, thế là câu thẳng và đít loa như này luôn, rất đơn giản. Còn chúng ta đấu trực tiếp vào đây cũng được. Đấy anh em nhé, rất đơn giản thôi. Đấy cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem bản tin nhá. Đấy có nhiều mẫu 500k này, 900k, 1,5 triệu, 1,2 triệu. Đấy mình sẽ ship hàng cho anh em trên toàn quốc nhá. Đấy hàng này anh em được phép kiểm tra. Thì đấu như thế này thôi, rất đơn giản nhưng mà nhiều anh em lại không làm được. Đấy anh em chúng rất là thấy khổ cho anh em quá. Đấy mua về chúng ta gì đặt nóc hai cái dây cho đấu với đít loa đây. Mà rất nhiều anh em, có anh em hỏi đến nửa tháng còn chưa thống nhất được. Đấy anh em nhá. Đấy đây, đấu đít loa. Đấy. Anh em nhá, anh em cần hàng thì điện cho mình 0973 533 269. Cục đẩy âm ly đánh được tất, nó không quan trọng. Nhiều anh em lại cứ hỏi là âm ly ảnh hưởng, âm ly ảnh hưởng cục đẩy không? Thì nó rất là xa vời. Đấy anh em nhá. Âm ly cục đẩy đánh được tất thì cái loa tép nó không ảnh hưởng gì đến loa, không ảnh hưởng gì đến âm ly cả. Nhưng mà nhiều anh em cảm thấy nó rất là xa lạ, mình cũng phải tư vấn cho anh em liên tục. Đấy anh em nhá. Đít loa. Đấy anh em nhá. Cảm ơn anh em đã vào xem bản tin nhá. Chúc anh em nghe nhạc vui vẻ. Và bắt đầu mình sẽ bật cho anh em lại test một cái đoạn nhạc nữa. Như thế luôn. Chào toàn thể anh em nhá.